Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 24 tháng 1 thì Xuất Đỉnh lại cập bến cho các bác rất là nhiều những cặp loa cây cột đẹp. Bên cạnh đó thì vẫn là những dòng loa Bookshelf. Và tiếp tục thì lại là 3 cặp loa xả kho cho các bác, mức giá chỉ có 2 triệu cho đến 3 triệu đồng. Thì các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuất Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp cho Xuất Đỉnh theo số điện trên bài là 0395 727582, địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm ở đây thì Xuất Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Bây giờ thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác từng cặp, thì cũng mong các bác là bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng để lựa chọn cho mình một cái cặp loa phù hợp. Sẽ quay cho các bác về những cái cặp mà loa đẹp trước này. Đây là những cặp loa hàng chất bãi vừa mới về này. Màu gỗ sang trọng này. Đây là hai cặp cây cột đỏ lồng, một chiếc súp điện Pioneer này. Đấy. Ở đây thì có 3 chiếc loa tay của hai loa tay và một loa trung tâm của hãng Pioneer, toàn bộ là vỏ nhựa này. Cả 3 chiếc này thì Xuất Đỉnh bán cho các bác là 750.000 3 chiếc. Đấy, các bác nào mà đang ghép với những cái bộ loa xem phim mà thiếu loa lời ấy, thì đây là những cặp loa đáp ứng cho các bác nhé. Đây là loa tay vỏ nhựa đã test là hoạt động tốt rồi, một thùng, một loa thì một thùng. Đấy. Cả 3 chiếc này là 750.000. Tính ra thì nó chưa bằng các bác đi sửa loa nếu như loa nhà mình cháy. Rất là tiện, 3 chiếc. Đường kính rất là gọn gàng, chiều cao thì nó tầm 12 thôi. Vỏ nhựa, lưới đẹp của hãng Pioneer. Đấy, các bác chuyển khoản ở xa thì chuyển đủ 800.000 thì Xuất Đỉnh bao ship cho các bác. Còn các bác gần thì qua trực tiếp lấy thì mức giá là 750.000. Cả 3 chiếc đã test là hoạt động tốt. Một loa center hay còn gọi là loa trung tâm và hai loa tay hai bên. Lời rất hay nhá. Giá rẻ 750.000. Sau bên này là chiếc súp điện của hãng Pioneer. Tầm này thì Xuất Đỉnh rất là mê này. Đây là lần thứ 2 Xuất Đỉnh về chiếc súp này. Súp này là SVK7, đàn em của SVK8. Nhưng dòng 7 này thì nó bát mặt, gân cao su béo, bát 30. Họ đánh rất là căng. Đây. Súp này nếu như bác nào sành chơi thì không nên bỏ qua. Nghe nhạc và hát karaoke mà thiếu cái súp này thì hơi phí luôn. Căng cước đẹp. Đây là căng ở mặt sau, đây là căng ở mặt trước. Thùng gỗ nạm đẹp nhá. SVK7, bát 30, gân cao su béo và hai dâu hai bên. Đã test là hoạt động tốt. Giải tần đánh rất là sâu và chơi rất hay, phòng 30-40m². Và các bác làm nhà quê không gian rộng thì các bác mở trong nhà, thậm chí các bác đi ra ngoài đường cách đến hàng chục nhà vẫn nghe thấy tiếng súp này. Nghe rất phê. Đấy, đẹp len keng. Một bát cộng hưởng ở phía sau để nó cộng hưởng nó giải trầm. Gân cao su béo to đùng. Điện 100V. Hàng này là hàng nội địa, điện 100V các bác nhá. Và công suất tiêu thụ của nó là 56W, nhưng dòng này thì tiếng cực kỳ là chất. Đây là lần thứ 2 Xuất Đỉnh về chiếc súp này. Bạn nào mà đang cần chơi những súp chất lượng thì alo trực tiếp Xuất Đỉnh. Vì duy nhất chỉ có một chiếc thôi. Giá thì vẫn như cũ, rất là mềm mại, 8,5 triệu. Pioneer SVK7, phím bật tắt nguồn ở phía trước. Đấy, đây có hai chế độ các bác nghe nhạc hoặc là xem phim. Đấy, đây. Nếu mà như music này. Đấy. Còn xem phim này. Đánh rất căng. Đấy. Đánh rung hết nhà luôn. Đây là cắt tần. Đây phím bật tắt nguồn. Chiều cao của nó là đạt 48, chiều ngang 40 và chiều sâu là 44. Súp có mức giá là 8,5 triệu, rất là nặng. Này đánh rất là chắc tiếng. Sau này là những cặp loa cây cột. Đấy, cặp này là cặp đòi lông. Cấu hình loa nhìn rất là sang trọng. Sử dụng là một siêu trầm, một trung trầm, một tép và một siêu tép. Siêu tép đầu đạn luôn. Đấy. Vỏ gỗ sang trọng. Cặp này thì nó có tên là loa đòi lông SCT33 6 ohm, công suất maximum 200W một loa. Đấy, cọc loa giáp bắp chuối. Đấy, dòng B-Way. Góc cạnh thùng là đẹp. Loa thì rất là gọn gàng nhưng cặp này rất là nặng. Bên trong loa nó thiết kế loa củ nó to, loa nó rất là đầm. Đấy. Hình thức đẹp. Cặp này thì có chiều cao nó đạt là 80. Cấu hình của nó là 2 bát thật 13, một chung một tép. Loa còn đẹp, căng cước còn đầy đủ hết. Bây giờ thì giá rất là mềm này. Cặp này thì thị trường anh em đang bán tầm khoảng từ 4,8 triệu, 5 triệu, thậm chí có số bán đắt hơn. Nhưng hôm nay Xuất Đỉnh bán cho các bác cặp này chỉ có 3,8 triệu thôi, để các bác
phối ghép vào những cái bộ âm ly nghe Tết. Cặp này thì chơi rất hay, phòng 2 năm 30m². Dòng này là toàn bộ là sử dụng bát thật hết chứ không có bát giả hay là hay bát cộng hưởng gì cả. Và lỗ thông hơi phía trước. Loa này rất là nặng nha, một chiếc nó nặng mười mấy cân, bê rất đầm tay luôn. Mức giá là 3.800.000, Đà Lông SCT33. Đây là tên của loa để các bác chú ý kỹ. SCT33 6 ohm 200W. Đấy, mức giá tiền là 3.800.000. Cặp số 2 thì cũng vậy, giá tiền cũng như nhau, cấu hình loa cũng như nhau, sử dụng là đều là hai bát thật, một chung một tép. Đấy, hai bát thì hai cái cầm cây này thì cấu hình nó giống nhau luôn, nó chỉ khác là cái màu loa thôi và cái đời loa nó sẽ khác nhau. Đều là bát 13, hai bát 13, một chung một tép, chơi rất hay, phòng 30m². Cặp này thì model của nó là SCT555, đây 3/5. Đấy, cũng 6 ohm 200W, cầu loa giáp bắp chuối dạng Beaway, loa rất là khủng, loa rất đầm. B cái cặp loa nó rất là chắc loa mà cái màu gỗ nó cũng sang trọng. Đấy, các bác trưng bày những cặp loa này cũng rất là đẹp luôn. Nhà mình mà toàn người lớn thì các bác cứ mở hết đi căng ra nhìn cái loa nó mới chất. Cặp này cũng có mức giá là 3.800.000, Đà Lông SC là 3/5 nha. Còn dòng này là T33, đấy có hai cặp loa cây. Rất đẹp. Căng cước còn đầy đủ hết và căng nó chỉ hơi sờn một chút xíu thôi. Đấy. Hơi sờn nhẹ tí xíu. Nhưng giá thì rất là mềm. Loa đẹp, sang trọng. Hai cặp Đà Lông cây cột, loa rất là chất. Cặp bên này thì cũng là cặp book sale của hãng Đà Lông. Hôm nay thì về là toàn loa Đà Lông thôi. Đà Lông ngoài đồng Đà Lông SC202, bát 16, gân của nó gân vải màng giấy tép đôm. SC202 nha. Hàng rất đẹp, góc cạnh thùng, màu gỗ sang trọng. Giáp bắp chuối 6 ohm, maximum 200W một loa. Góc cạnh rất là đẹp luôn. Cặp này thì có kích thước chiều cao nó đạt 32, chiều ngang của nó là 20 và chiều sâu của nó là 25. Đấy. Cặp này có mức giá là 2.500.000, loa đẹp. Đây là dòng loa Buxell, căng cước xuất sắc và đây cặp loa gần như là mới tinh. Loa Đà Lông rất là chất. Xin lỗi các bác là Xuân Đình tả thêm về cái cặp Đà Lông 3/5 này thì nó có chiều cao là 85, còn cặp T33 này thì nó có chiều cao là 80. Hôm nay thì về cũng khá là nhiều nên Xuân Đình quay chi tiết cho các bác thì đều đọc thông số kỹ thuật luôn. Đấy. Còn cặp Đà Lông SC202 này thì Xuân Đình vừa giới thiệu với các bác thì nó có chiều cao là 32, chiều ngang 20 và chiều sâu là 25. Mức giá tiền là 2.500.000. Bát của nó là bát 16 viền vành, gân vải màng giấy này, tép đôm. Cặp bên này thì lại là một cặp bookshelf rất là chất nữa của hãng Đà Lông. Đây là dòng đời cao cấp. Model của nó là Đà Lông SC E727. Đời này thì phủ bóng piano nên loa nó gần như là mới kính cong luôn. Không có một vết trầy xước nào cả. Bóng mới. Cấu hình của loa thì nó sử dụng là hai bát 14, một bát ở bên trong, một bát bên ngoài và một tép đôm. Nó ghi rõ là hai way 3 spec, tức là 3 loa trên một thùng. Có một siêu trầm ở phía bên trong loa. Loa này có kích thước là chiều cao nó đạt là 32, chiều ngang của nó là 19 và chiều sâu của nó là 31. Loa rất nặng và chất, thiết kế dạng Beaway 2 cầu, giáp bắp chuối. Cũng trở kháng 6 ohm, công suất maximum là 200W một loa. Đà Lông SC E727. Đấy. Rất đẹp. Không có chảy xước, kể cả đến cái e-căng cũng còn rất là mới luôn. Cặp này thì vẫn giá như cũ, 4.500.000 đồng. Đây, cặp loa giá rất là mềm, gân của nó là gân cao su màng carbon, rốn lõm. Đây là một trong những dòng loa Buxell rất là đáng chơi. Anh em đang cần những cặp Buxell nghe ở phòng khoảng 2-3 mét vuông thì cặp này đáp ứng các bác rất tốt. Và bát ra ngoài đánh rất là lực luôn, vì nó có một cái super bát ở phía bên trong của cái thùng loa này. Từ một thùng nó sẽ là 3 loa và một chiếc loa nó nặng là ta cầm gần 10 cân một chiếc. Đẹp, cóng cạnh, gần như mới tinh. Đấy. Rất là xuất sắc. Hai cặp Buxell và hai cặp loa cây Đà Lông SCE727 các bác nhỉ. Cặp này thì cửa Xuân Đình đang bán mức giá là 4.500.000 đồng. Một cặp Buxell rất là đáng chơi, hàng gọi là siêu tầm, phục vụ cho các bác và hàng đẹp. Cặp bên này là ba cặp loa xả kho. Đấy. Cặp này cặp SI7, đây là cặp cuối cùng rồi. SI7 này thì nó đàn đây là SI5, xin lỗi các bác, là SI5.
đàn em của i7 i9. Cặp này thì bình thường đang bán là 2,7 triệu đến 2,5 triệu. Hôm nay thì còn một cặp cuối cùng xuất đỉnh bán với các bác mức giá là 2 triệu đồng, loa 3 đường tiếng, 1 bát 20, 1 chum 1 tép. Nếu như mà không hay thì xuất đỉnh sẽ tặng cho các bác chứ không hề bán. Còn nếu các bác mà cẩn thận thì các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Cặp này thì có kích thước chiều cao là 80, loa thiết kế là căng lưới liền và mở hậu ở phía đằng sau, góc cạnh thùng là đẹp xuất sắc, tiếng cực kỳ là hay. Dòng này thì rất dễ phối ghép, để góc cạnh loa các bác có thể thấy rõ luôn. Loa thì đẹp len keng, lưới không hề rách. Quan trọng nhất là vẫn giá tiền, xả rẻ cho các bác 2 triệu đồng cặp loa cuối cùng. Đấy. Cặp bên này nữa, cũng là cặp đây là Pioneer A1. Góc cạnh cũng xuất sắc. Cũng thiết kế là căng lưới liền, mở hậu ở phía đằng sau. Và cũng sử dụng loa 3 đường tiếng bát 20. Và góc cạnh thùng còn đẹp. Bát 20, 1 chung 1 tép. Hai cặp này thì đều là lưới liền, thì số đỉnh còn hai cặp cuối cùng thì bán mềm cho các bác chỉ có 2 triệu đồng một cặp. Mức giá của cái cặp loa này thì nó chỉ bằng chưa bằng một cái cặp loa của dàn. Nhưng đây là những cặp loa rời mà những dòng này thì sử dụng là gân vải màng giấy nên cái tiếng bát trong này đánh rất là hay. Ở đây thì nếu như bác nào đã từng mua hàng cũng như các bác xem kênh của số đỉnh thì các bác sẽ biết đến những cái dòng loa này. Và tiếng thì rất là hay so với tầm tiền. Và bây giờ thì xả rẻ cho các bác để các bác chơi Tết chỉ có 2 triệu đồng một cặp. Bát 20, loa 3 đường tiếng nhé. Toàn bộ đều là cao 80 hết. Và cuối cùng thì số đỉnh anh ý nốt cho các bác một cặp này. Đó là cặp Pioneer CS7100. Bát 28, gân mút màng giấy một chung. Đấy, loa này thì nó bị mất tép rồi. Các bác về mua một cái con tép khác các bác nắp vào để hát karaoke ngoài này hoặc nghe nhạc cũng rất tốt. Bát 28 nhé. Toàn bộ thùng loa hệ thống phân tần còn zin, căng cước còn đầy đủ hết. Đây căng số đỉnh đang để bên ngoài đây. Đây còn cặp cuối cùng. Căng chỉ hơi sờn nhẹ chút xíu này, thì cái căng của những dòng này nó rất là mỏng nên thiết kế của loa. Đấy. Thì cặp này số đỉnh bán thanh lý cho các bác mức giá là 3 triệu đồng. Bát 28 nha. Thì các bác về nghe nhạc và hát karaoke. Còn thùng thì vuông thành sát cạnh. Loa trở kháng 8 ohm. Vuông thành sát cạnh. Đấy, các bác chỉ việc nào mua thêm một cái loa tép hoặc là các bác nắp thêm cái tép ngoài và cũng được. Dòng này tiếng rất là hay. Loa này thì bình thường đầy đủ thì giá khoảng là tầm 5 đến 6 triệu. Bây giờ mất đôi tép rồi thì bán thanh lý rẻ cho các bác chỉ có 3 triệu đồng. Giá gọi là siêu rẻ luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo số đỉnh nhé. Đây là ba cặp loa số đỉnh xả hàng cho các bác. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.